Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Và tất nhiên rất vui gặp lại các bạn trong series Đại Chiến Vượt Ải của mình. Đại Chiến Vượt Ải là một series mà nó là mình rất là thích. Và tất nhiên là cũng rất là nhiều bạn thích nữa. Cho nên hôm nay mình sẽ quay lại Đại Chiến Vượt Ải và làm tiếp series này cho anh em cùng xem và cùng mình theo dõi coi những cái con tướng hot hôm nay là như thế nào nha. Là tướng nào? Ở bắt trước thì tướng hot chúng ta đã xem thì các bạn cũng đã biết đó là con tướng Akainu. Akainu với 10 nhân thạch linh hoạt. Ok. Còn hôm nay thì sao? Chúng ta sẽ theo dõi nha. Rồi, anh em xem clip của mình thì hãy ủng hộ cho mình. Nếu thấy hay thì quên like và tất nhiên là comment. Ngoài ra thì nhớ đăng ký kênh, subscribe, ủng hộ cho mình sớm đạt được 7.000 subscribe. Và những quảng cáo hiển thị thì cũng các bạn cũng cho mình mỗi bạn mỗi ở một quảng cáo một click ủng hộ cho mình coi như là những gói mì hảo hảo thơm ngon. Và coi như là tinh thần và động lực ủng hộ cho mình để mình có thể ra thêm nhiều clip nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc 501 anh em của mình một ngày thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Vậy là đánh với quang thật à? Mình đánh với quang thật với lại mấy anh chim hói lớn. Đây là hoa dâu tây ăn thịt. Này là cái gì đây? Hoa ăn thịt bình thường. Này là hoa răng sắt, hoa mặt trời, hoa thằng lằn. Chả giống thằng lằn thế nào. Kaka, ta là hoa hướng dương. Trời ơi, mày đâu cần phải kaka, đâu cần phải giới thiệu đâu, tao cũng biết mà. Rồi bây giờ trận hình của mình thì ở bên đây thì mấy con tướng này nó lâu lâu nó khá là bị lỗi đi. Cho nên anh em thôi có gì thì thông cảm cho nó. Với lại bây giờ mình sẽ làm mới để mình chơi một cái trận hình ngon rồi mình sẽ chơi. Ui lại gặp Akainu à. Ok đi. Chơi luôn các bạn ơi. Vậy là có hai đứa búp nọ. Ok. Mình sẽ đặt ở đây. Ở đây. Mình rút ở dưới không biết có chịu nổi hay không. Mình nghi trận này thua quá nhưng mà cứ thử rồi biết. Phải thử trước rồi thua mình mới rút kinh nghiệm được đó các bạn. Biết đâu mình thắng được rồi. Bên kia xong mà nó cơ thể của nó tiết kiệm chiều cao, tiết kiệm trọng lượng hay sao mà nó chiếm hết dung lượng của màn hình luôn. Nó chiếm hết dung lượng của màn hình luôn thì thấy cái gì mà chơi nữa. Vậy là những chiêu vỗ cánh của con chim. Còn những cái quang thịt thì liên tục là những pha gặm nhấm. Sao em làm gì anh á. Có bờ rút Suna trong đây thì mình mong là tem của mình sẽ giảm được sát thương. Đó, các bạn thấy sát thương giảm rất trời. Chưa kịp nói với câu nữa nó chơi phát bảo kích gần nửa cái máu. Ủa sao Akainu vẫn chưa có nổ nữa ta. Mình thấy hơi lạ nha. Có gì đó sai sai trong tình huống này nhưng mà thôi kệ đi. Đằng nào nó cũng đã diễn ra rồi. Chấp bờ hồi máu cho mình đi. Hồi máu cho ông Ugumo đi cho nó không lộng chết đấy. Hay lắm. Có máu. Có máu và toàn tem sẽ được hồi 25 nọ. Rồi hồi máu 62k. Ui Akainu xuất chiêu. Mưa nham thạch. Hoa thằng lằn sắp chết rồi kìa. Thằng lằn ta đánh thằng lằn kia rồi chết thằng lằn rồi. Hoa thằng lằn à. Mình không hiểu tại sao Akainu này chỉ đánh được có 3 cú đấm nhỏ thôi. Trong khi Akainu bình thường có thể tung ra tới 5 cú hay sao á. Cho mình nhớ là 5 hay 6 cú gì luôn. Mà Akainu này có 3 cú thôi. Hạn chế vãi. Rồi ông Ogumo hy sinh rồi. Akainu có nổ tiếp. Đó là điều tất nhiên rồi. Tại vì anh hồi tới 75 nổ lận. Chết đi em ơi. Chết đi em ơi. Chết đi. Vãi thì có 3 cú. Là mình không có cái tinh thần nào mình hô hò được. Rồi hồi nổ vô. Cái nổ tiếp là cũng được rồi. Né tránh quá hay. Rồi nhưng tem sẽ có 25 nọ. Chấp bờ lại hồi máu. Akainu lại tiếp tục có thể được bầu. Ui choáng à. Choáng thì mình có chấp bờ rồi. Ngại gì. Quang thật chết chắc rồi. Một cái nữa. Đúng rồi. Phải biết ý đồ của nhau như thế mới chơi được. Chứ không biết ý đồ của nhau mà không biết phối hợp là không được. Rồi tiếp theo là chấp bờ sẽ hồi máu. Hồi 25 nọ cho Akainu của mình. Và lại có nọ tiếp. Sau đó đánh tiếp thôi. Sẽ khỏe re. Các bạn thấy không? Lì đòn này. Rồi cháy đất luôn. Ở cái hình nền này là hình nền nham thạch nữa chứ. Một điều kiện thiên thời địa lợi thế này thì phải thắng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh tiếp. Hạ 150. Ui ờ. Hạ chấm hỏi này thường thường rất là khó chơi nè. Mình không biết bây giờ phải thế nào đây nhưng mà mình thấy không ổn rồi. Mình sẽ làm mới nha. Vẫn chưa có con nào ngon cả. Cái con này nó yếu lắm. Sao tàn đứa yếu thế này. Vẫn chưa được. Trận hình bên đây làm mới xui quá bạn ơi. Không ra được con gì ngon luôn á. Vẫn chưa được. Rồi. Sao nó giống y như cũ vậy. Không có gì thay đổi. Rồi xong phim. Thế này thì làm sao mà đánh. Vãi cả linh hồn. Thế này thì sao mà chơi. Rồi
Luffy, Mirella cũng không được, chỉ có hai đứa thôi. Trận này có Grab, Akainu, Smoker, một búp nọ à. Mình sẽ test thử trận này đi. Grab, con này búp nọ. Smoker đánh hàng ngang đúng không? Cho đây. Berona, rồi, mình test thử nha bạn, chứ mình không chắc là thắng. Tại vì mình làm mới quá nhiều rồi. Nó tốn quá nhiều số lần làm mới của mình rồi. Ôi ơi, hai đứa búp nọ, hai đứa võ sĩ và một đứa người cá sông đao. Sợ mấy đứa này không có hiểu, không chế nhiều cho lắm. Chỉ có mình thằng người cá sông đao là chế mang dọc và có thể sát xuất hỗn loạn thôi. Chỉ có mình nó thôi. Nhưng mà mình đang ngại một vấn đề đó là có hai búp nọ. Nó sẽ búp nọ và mấy đứa nó sẽ có nọ rất là nhanh. Suy ra là mình sẽ bị ăn đòn đấy. Trời ơi, nó có nọ hết rồi kìa. Ua, vãi. Lúc này thì thua rồi. Ghê quá. Trận hình của nó kinh khủng quá bạn ơi. Đấm không xin nhê rồi, không thể nào mà ăn được. Con Berona đánh hàng ngang, dạ mình như là mục tiêu 100 nọ hay 50 nọ gì đấy, mình không nhớ nữa. Vãi, Smoker nãy giờ không làm được gì. Ăn đòn luôn. Mày hả con. Ít ra cũng thấy được skill của con Berona. Đỡ buồn. Gái xinh chúng ta nên thấy skill thì nó mới hấp dẫn. Mày hả con. Trời ơi, còn mình Akainu sao đánh lại thôi. Thua rồi. Chấp nhận số phận và mình sẽ làm mới. Ok, trận hình ngu người đã xuất hiện. Không thể nào thắng được những trận hình này. Trận này có đợt là miền gầu nè. Vậy là mod hai búp nọ đợt là miền gầu hả? Ở dưới này là thằng người cá sông đao phải không? Ở giữa này là một thằng đánh một mục tiêu và khiến cho mục tiêu bị hỗn loạn nè. Cho nên mình sẽ đặt một đứa thôi. Tốt nhất là đặt một đứa thôi. Đợt phải là miền gầu ra xuống dưới. Mi Fre búp nọ nha. Con này dưới đây. Ok, tạm thời chơi thế này đi. Không biết có ổn hay không nhưng mà mình sẽ test thử cái đã. Đó. Ui giời như không rồi. Ui sóc của mình. Ui giời vừa choáng và vừa hỗn loạn à. Nhưng mà ghê đấy. Đúng là bên đây có nhiều con tướng nó bị lỗi về mặt kỹ thuật cũng như là lỗi về nhiều mặt luôn á. Mình không tin được là cái con nó có hiểu gì nó bị choáng nữa vậy. À ông kia ông võ sĩ. Trời ơi hiệu ứng ghép chồng à. Vừa mà choáng và vừa mê hoặc nữa, vừa choáng váng và vừa say sẩm mắt mày, ai chơi nổi. Ôi thua rồi bạn ơi. Cái này thì làm sao mà chơi. Bên đây nhiều cái lỗi quá, mình không thể nào đánh được. Ăn đây. Không xin nhê luôn. Thế thì thua. Mày hả con. Không có nọ luôn mà. Rồi giảm nổ khí. Thế thì xong phim. Rồi thua rồi bạn ơi. Thì xém win thôi. Trận này chắc là xém win. Đã chặn đòn. Đã xui rồi còn thêm xui nữa trời. Nó đấm chết luôn quá. Hên quá bị dính cái chặn đòn. Không thể dùng kỹ năng nọ. Đau tim chết mất. Trời ơi mình đau tim quá. Lại làm mới. Ui có lao xì ke rồi. Trời ơi công sức mình rơi cả nước mắt. Bây giờ mình làm mới biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng cũng được một cái trận này. Trận này chơi thế nào đây. Ở trên kia là mình nhớ là một con búp nọ. Rồi hiểu rồi. Chích xì ke đó. Cây da ở đây. Thằng Senji sẽ đứng ở trên đây thủ đi. Yoro hai ống máu dưới đây thủ. Bo Hancock sẽ đứng trên đây. Rồi còn một đứa nữa mình sẽ chọn đứa giảm nộ. Đấy, giảm nộ tụi nó là tụi nó hết có nộ à. Nói năng gì. Đó. Rồi không mê hoặc được ai luôn. Bangkok đã bị hết thời. Chích xì ke, không chích xì ke được luôn. Lao bị lỗi. Chỉ chích được một đứa thôi, lâu lâu mới ra được một đứa thôi. Không thể nào mà chích được hai đứa. Ảo, nói chung là ảo tung chảo. À nhớ rồi, ở giữa thì có tới hai ống máu cho nên mình mong là nó sẽ thủ được vài tool cho mình. Ok, chích xì ke nè. Thấy các bạn thất bại luôn, không chích được ai luôn mà. Lao xuống ra mà để thất bại vậy sao trời. Mà cũng có thể là do những cái ạ này nó cao quá rồi cho nên những con đối thủ của mình nó rất là trâu bò. Cho nên nó có thể miễn giảm được cái chiêu đó. Chỉ có thể là vậy thôi chứ không thể nào mà nó ảo vậy được. Đúng không các bạn? Rồi chết vô rồi. Ủa cái gì vậy? Vô rồi chết luôn kìa. Vô rồi. Thằng này là Yoro giả mạo à, không có hai ống máu luôn. Các bạn thấy chưa, đây là chính mắt các bạn nhìn thấy nha. Mình không bao giờ mà nói gian gì. Nó bị lỗi mà lỗi phải cái trưởng luôn. Yoro Haki thôi đã hai ống máu rồi, mà trong trường hợp này Yoro Sura chỉ có một ống máu thôi. Thậm chí nó còn yếu siêu nữa, yếu sinh lý vãi trưởng luôn á.
Hồi máu được cho anh Bohan cốc, hay quá. Vậy là mình cầm cự được thêm một ít nữa. Ok, thằng Lao sẽ bao chết được con đầu bếp ở trên. Hên xui chết được đầu bếp luôn kia luôn. Chưa chết. Còn một xíu nữa mới chết. What the hell? Giết cái con người cá sông đao đi kìa, con đó nó nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Bohan cốc mạnh quá bạn nhỉ. Mình cảm thấy Bohan cốc thì rất là mạnh. Chích cái con kia kìa, trời ơi. Chích được cái con đầu bếp là con... À con Nami này, Nami xung ra nó đánh mục tiêu bất kỳ mà chứ đâu có phải đánh cơ bản đâu. Hèn chi. À, trận này mình đã win rồi. Không ngờ mình lại win. Mấy cái con tướng này nó bị lỗi về mặt kỹ thuật mà nó làm mình đau đầu. Chơi mà nhức cả đầu, thằng Zoro phát chích well. Zoro đã làm mình quá thất vọng rồi bạn ơi. Mình quá thất vọng về Zoro. Buồn quá đi thôi. Ok, nhưng mà cũng win rồi. Bây giờ mình sẽ đánh lại tiếp theo. Trời ơi, gặp lại mấy bọn người cá nữa. Ủa sao chấm hỏi nữa? 150 cũng chấm hỏi, 151 cũng chấm hỏi à. Sao ảo vậy chữa ngay. Trời ơi, cái này sao đánh. Không ổn rồi các bạn ơi. Đây. Mặc dù hâu Usopp, The Flamingo, Capone, sao tao mấy cái đứa yếu sinh lý không vậy? Cái này thì sao mà chơi? Rồi, cái con nhạc công kia. Nó đánh hàng dọc dạ 1-25 nọ đây. Gặp ngay nó đứng ở đây mới đau lòng quá chứ. Xui thật. Mày hả con? Rồi, The Flamingo bị thảm thương rồi. Ghê. Bây giờ mình đặt ở ông Ken như giữa chán được cái con nhạc công cho rồi. Nhạc ôi nó có nọ rồi kìa, không biết nọ của nó là gì đây nữa. Quay có gì bình tĩnh nói nha em nhạc công. Em không cần phải hung hăng đâu. Vậy là sát thương toàn bộ địch, chỉ trừ bản thân. À, ngay cả bộ nhà nó cũng đánh luôn. Đúng là lòng dạ con gái ghê gớm thật. Tàn sát cả đồng minh lẫn đồng kia luôn. Lẫn kẻ thù lẫn đồng minh luôn mà. Thôi thua rồi. Cái này không thể nào mà ăn nổi đâu. Thằng mắt dưa hâu nãy giờ chưa có nổ luôn rồi. Cái này thì đánh đấm cái gì nữa. Thằng này không gây sát thương. Chết Usopp. Ui trời ơi. Bye bye. Làm mới cũng không ra được trận đầu ngon luôn. Được con sư ra sư bút nổ nè. Lucky thì Lucky giảm nổ rồi. Aoki hả? Trận này cũng không được cho lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng chơi thử cho sao. Ok. Này mình đánh hàng ngang. Hồi nãy là cái trận kia là nó đứng ở giữa đúng không? Rồi ok. Usopp của mình thì đặt ở dưới đi. Có một bộ chế này. Ui có lại có mắt dù hâu à. Mắt dù hâu chắc mình đặt ở dưới quá. Ok cho mắt dù hâu vô đây đi. Aoki đánh trước. 75-50, 75-100. Dáng đời thế nha. Khóc đi là sẽ có khiên. Mà mình cũng không biết cái khiên trong đây có tác dụng hay không nữa chứ. Nó ảo vãi chưởng quá cho nên mình thấy nghi ngờ lắm. Con la con nhà công vẫn chưa có nổ mà. Bây giờ mình đặt nó sau cùng cho rồi. Né tránh được một tuần. Ok. Rồi nó chỉ giảm nổ mình thôi. Và mình cũng sẽ giảm nổ nó lại. Ui mẹ cái gì vậy. Mới vô có nổ đánh mình rồi. Để mình coi thằng Aoki có phiên bản lỗi không nha các bạn. Nãy giờ có một số tướng nó bị lỗi quá nặng nề. Bây giờ mình coi Aoki coi chim xanh của nó thế nào đây. Rồi tung chim xanh đi. Mày hả con. Rồi đóng băng được 3 thằng. Có vẻ như Aoki thì không có gì là lỗi cho lắm. Cũng vẫn bình thường. Vẫn bắn ra chim xanh. Vẫn đóng băng như thường. Vẫn uống nước ngọt không cần ướp lạnh. Rồi. Ui sợ ghê đấy. Rồi con kia nó có chăm nổ luôn à. Sao phải chưởng nhá. Nó có chăm nội vậy nó bao mình hoài luôn à. Sao mà ăn gian vậy. Mong là Aoki của mình được bao trước. Aoki ơi. Đó đóng băng. Trời ơi không đóng băng được thằng kia cũng như không. Nó hồi tới chăm nội luôn mới đau lòng nữa chứ. Vai. Rồi xong phim thua nữa rồi. Cảm giác thật là đau khổ. Cái con đó nó hồi tới chăm nội hả ta. Nguy hiểm nha. Trận này mình thấy đứa nào cũng nguy hiểm cả. Giờ không biết nói thế nào luôn. Bây giờ cái con kia đánh chết luôn rồi. Ai thiệt chứ. Tàn là sắp win không chứ không win nổi. Rồi phải làm thế nào đây. Mình không thể biết được là phải chơi thế nào mới thắng được luôn á. Ok mình sẽ xem chiến lược. Bây giờ mình sẽ xem chiến lược. Không có chiến lược. Diễn báo và người chơi ở 951 ở đây là không có ai. Đùa à. Đùa tao à. Trời ơi, nó muốn mình tự lực cánh sinh à.
Rồi trên này thì sao mà chơi? Rồi, con la cây là chỉ giảm được kia thôi. Mình nghĩ chắc mình sẽ thay đổi chiến thuật một chút. Chỉ một chút thôi. Rồi, ok. Mình cần phải giảm nọ thôi. Cái kiểu này là chơi không được rồi. Ok man. Đánh trước luôn. Rồi, ok. Trận này không biết thế nào đây nhưng mà thôi. Bập nó đi. À vậy là có khiêng khiêng cho thằng Usopp. Mình mong là con nhạc công sẽ bị đóng băng. Chỉ mong thôi chứ mình không có hy vọng nhiều cho lắm. Rồi, hỗn loạn, giết ngay mà. Sao mà tàn đối thủ với một ghê gớm không để trời. Vậy sao mình chơi? Trời ơi, nó có nọ rồi kìa. Giờ Lucky giảm nọ cũng không kịp nữa rồi. Con kia nó búp lên lại, giết ngay mà. Rồi thua. Mình xin đầu hàng với cái trận này. Không thể nào mà ăn được. Làm mới. Lần này thì có mắc diều hao, có giảm nọ, có Eva búp nọ thôi chứ chả có gì cả. Ngon. Cái này thì cũng không có gì cả. Nói chung rất là yếu, cảm thấy khá là yếu. Trong đây toàn là tên yếu thôi. Robin này không có choáng được người ta mới buồn nữa chứ. Cấp 1 à? Tại sao lại cấp 1 vậy? Không được, trận này cũng không được đâu. Mình cần Lao Si Ke thôi. Trong đây thì chỉ cần phụ thuộc cho Lao Si Ke. Mình thấy trong đây chỉ có mình thằng Lao Si Ke là nó tương đối. Những cái skill của nó khá là ổn định, nó giúp cho chúng ta nhiều hơn. Rồi, hôm đi gây choáng. Mình mong là sẽ gây choáng được. Mirela. Con Nami sẽ giảm nổ đó thì tất nhiên rồi. Ở đây thì mình sẽ đặt Smoker. Rồi Kumadori cũng được nè, giảm toàn tem 50 nổ thử coi được không, coi Kumadori có tác dụng không. Thằng Kumadori nó lợi hại lắm đó bạn, nó giảm toàn tem tới 50 nổ đấy. Cho nên ui mê hoặc được con nhà công rồi kìa. Mày quá. Mày hả con. Chỉ cần có nổ thôi là toàn tem bên kia sẽ không có nổ. Đây là con át chủ bài rất là phổ biến và rất là nguy hiểm mà nó rất là bí ẩn nữa. Rất là bí ẩn luôn, tại vì rất là ít bạn biết đến cái con này. Nhưng mà mình thì có biết, nó rất là nguy hiểm đấy. Vai. Nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Đây các bạn coi, nó có nổ rồi nè. Vai. Không sao, Mirela búp lên lại chắc là cũng lại chăm nổ thôi. Nó là chuyện bình thường một giọt nha em. Rồi chăm nổ ra. Rồi tụi mày có nổ à? Tụi mày đòi có nổ với ai? Tụi mày muốn đánh ai? Kumadori đâu, sức chiêu đi. Tao trông cậy vào mày đấy. À chà, mấy chú làm sao có nổi với anh được. Vãi hỗn loạn à. Smoker này chỉ biết hút thuốc thôi chứ không có làm gì được. Suốt ngày chỉ biết hút thuốc thôi. Rồi mình đã giết được cái con võ sĩ rồi. Cái con võ sĩ cũng khá nguy hiểm. Nó có chiêu của Kizaru và hồi 100 nổ. Miễn dịch nha con. Ghê. Cuối cùng anh cũng đã được bao được một lần. Chúc mừng nha. Bây giờ tem của mình thì mình nghĩ chắc phụ thuộc vào con Mirela quá. Phụ thuộc vào con Mirela mới đau lòng quá. À, giảm nổ ngon lắm. Nami thì giảm nổ khỏi nói rồi. Ui da có nổ rồi kìa. Tàn sát cả bộ nhà. Cảm ơn bạn đã giúp mình giết được con kia. Ui không mê hoặc à. Chết của Madori. Hôm đây cũng không được gì cho lắm. Báo đi. Rồi thua nữa rồi. Tem này mà còn thua nữa các bạn. À, chà chà. Tí một miếng nữa, chỉ một xíu nữa thôi là mình win. Rồi né tránh, Mirela giết nó. Có sát thương hay không? Liệu có sát thương hay không? Liệu có sát thương hay không? Rồi chết luôn. Mê hoặc. Xong phim luôn. Bây giờ nó sát thương nó làm cho mình câm lặng rồi sao mình đánh được. À, nó tự đánh vô nhà kìa. Còn hai thằng này nhưng mà nó cứ đánh tàn tàn là mình cũng chết à. Cái này nó hồi trăm nọ mà. Xui quá. Thiếu một chút xíu siêu siêu nữa mình sẽ đánh lại chắc là win á. Quay đây. Ok mình đã quay trở lại đây thì cuối cùng thì mình cũng đã win rồi, mình vừa đánh lại xong rồi win rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem ghi chép chiến đấu trận y chang hồi nãy thôi chứ cũng không có gì khác cả, nhưng mà mình đánh lại một lần nữa thì đã win. Bây giờ lại tiếp theo ạ, 152 các bạn thấy có vãi cả chiều không. 150 nó cũng chấm hỏi, 151 cũng chấm hỏi, 152 cũng chấm hỏi. Ui sợ giờ ải này không qua câu bò vãi cả chiều ấn luôn. Ui, nói chung là rất là cực nhọc, mình không có muốn đi nữa. Mệt lắm rồi. Clip mình cũng 20 phút rồi cho nên thôi mình cũng tạm dừng tại đây.
ít bữa mình sẽ ra thêm tiếp series này. Mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình, luôn luôn ủng hộ cho mình ở cái series này nha. Chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời, một buổi trưa mát mẻ, cũng như là nhớ like video, nhấn subscribe đăng ký kênh và kích quảng cáo ủng hộ cho mình những gói mì hảo hảo thơm ngon nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Ok, bye bye.